toàn tuyến vành đai 2 thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài 64 km, hiện đã được đầu tư 50 km. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, hiện còn 4 đoạn chưa được khép kín. Trong đó, đoạn 2 bắt đầu từ nút giao Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng. Đoạn 2 có chiều dài khoảng 2,8 km, có tổng mức đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng. Chi phí giải phóng mặt bằng là 5.515 tỷ đồng, còn lại là phí xây dựng. Đoạn này còn đi qua khu căn hộ Molai Avana. Dự án này nằm ngay sát xa lộ Hà Nội. Tuyến đường này còn giao với đường số 4, đi ngang qua chung cư TGH Trường Thọ. Chung cư TGH Trường Thọ nằm cách Molai Avenue khoảng 230m. Tuyến đường này sau đó sẽ chạy thẳng theo hướng Tây Bắc lên đường Phạm Văn Đồng. Hầu hết khu vực tuyến đường này chạy qua đều là đất trống, khá ít nhà dân xung quanh tuyến. Tuyến sau đó sẽ giao với đường Kha Vạn Vân. Tại khu vực này, hiện có rất nhiều nhà dân xung quanh tuyến, hầu hết đều là những căn nhà tạm. Sau khi giao với đường Kha Vạn Cân, đoạn 2 sẽ tới điểm cuối tuyến là đường Phạm Văn Đồng. Phạm Văn Đồng là một tuyến đường lớn, kết nối từ quốc lộ 1A tới gần sân bay Tân Sơn Nhất. Tại đây sẽ có dạng nút giao cắt nút với 3 tầng với 3 cầu vượt. Cầu vượt số 1, N1, cầu vượt số 2, N2 và cầu vượt số 3 gồm 3 nhánh N3, 1, N3, 2, N3, 3 và đảo tròn trung tâm đường kính 30m.